Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cái hộp ghép hình 9 trong 1 dành cho các bé 3 tuổi trở lên. Các bé mới tập ghép hình ha. Mỗi hộp nó sẽ có 9 hình. Mỗi hình nó sẽ có từ 2 đến 10 mảnh ghép. Đây mình còn 6 mẫu nha. Rồi, đây là mẫu sinh vật biển, hộp đẹp lắm nha. Đây là mảnh ghép của nó. Dày hết sức. Đây mình ghép con cá ha. Nhiều mảnh ghép thì nó sẽ to ha.